Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip chia sẻ với các bạn về một cái địa điểm có cái món bánh canh rất là ngon, rẻ nữa các bạn ạ. Đây là quán bánh canh Hà Lan, nó thuộc thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Đây mình lưu cái vị trí của nó trên Google Maps này, các bạn xem. Từ thành phố Buôn Ma Thuột chạy dọc theo hướng Bắc đi theo quốc lộ 14 thì nó tầm khoảng 32,9 cây số, tức là 45 phút chạy xe theo xe ô tô. Đây này, mình sẽ zoom to lên để các bạn xem địa điểm này. Và bên dưới phía dưới này cũng có một chỗ cái bánh canh Hà Lan, nó nằm bên dưới này. Và theo những gì mình ăn cả hai nơi trải nghiệm thì cái ở trên này là mình thích hơn. Còn các bạn thích chỗ nào thì tùy, nhưng mà mình thích chỗ này là mình chia sẻ chỗ này. Mình zoom to lên nha các bạn. Đây, mình zoom to cái địa điểm đó. Rồi. Tí nữa mình sẽ quay phim cận cảnh sau, bây giờ mình giới thiệu cái địa chỉ nó cái đã. Đây này. Nếu như chiếu theo từ Buôn Ma Thuột chạy về theo quốc lộ 14, chạy theo hướng Bắc, chạy về Buôn Hồ, chạy về phía Gia Lai đó, thì nó nằm ngay đây này, cái chỗ cái điểm chốt đây là nó đúng rồi đó. Nó có một cái đường rẽ vô đây, nếu theo Buôn Mê đi xuống là rẽ phải, thì cái nhà bánh canh Hà Lan đây này. Mình có quay phim nên là tí nữa mình cho các bạn xem. Và lưu ý là nó nằm đối diện cái giáo xứ Vinh Quang nha. Giáo xứ Vinh Quang. Vậy các bạn chạy đến cái chỗ cái bát thu phí á. Đây nè, mình chỉ cái bát thu phí trên này. Bát thu phí đâu ta? Đây, cái bát thu phí này, thu phí Quang Đức này. Khi chạy đến từ Buôn Mê chạy về đến cái bát thu phí này thì các bạn chú ý nằm bên tay tay phải mình đó, chạy xuống dốc này, lúc này đổi dốc này, đổi dốc một tí thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái cua, cái cua phải này. Khi vừa đổ hết qua cái cua này thì tới cái địa điểm bánh canh này ngay. Rồi bây giờ mình dừng cái clip này lại. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái địa điểm cụ thể của nó như thế nào nha. Mình quên là mình phải làm một cái hướng từ Buôn Hồ chạy lên, chạy ngược lại các bạn. Vậy thì từ nếu như bạn nào chạy từ Bắc vào Nam, chạy từ Buôn Hồ á, chạy từ Buôn Hồ thì các bạn sẽ khoảng bao nhiêu cây số, nó cách Buôn Hồ bao nhiêu? Theo như xe máy mình đi mình đo được thì nó tầm khoảng là 9 cây số các bạn ạ. Từ Buôn Hồ. Mình tìm cái Buôn Hồ nha. Đây nè. Từ Buôn Hồ. Ủa, nó xoay ngược cái bản đồ rồi. Đây thị xã Buôn Hồ này. Để mình xoay ngược lại theo cái hướng giống hồi nãy cho các bạn dễ nhìn. Đó. Từ Buôn Ma Thuột về đến chỗ bánh canh Hà Lan. Bánh canh Hà Lan thì hồi nãy mình nói rồi, tại từ bánh canh Hà Lan về đến thị xã Buôn Hồ tầm khoảng 9 cây số như cái xe máy mình đo hôm trước. Đấy, vậy thì các bạn ở cái chỗ Buôn Hồ chạy ngược về phía Nam á, chạy lên Buôn Ma Thuột á, thì các bạn đi khoảng 9 cây số. Đi nó cái quán này nằm ngay trên quốc lộ luôn chứ không có rẽ đi đâu hết. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái đoạn phim mình quay nha. Chào các bạn. Hôm nay mình trên đường về quay clip giới thiệu các bạn về cái địa điểm bánh canh nổi tiếng của huyện Krông Búc. Đây là thuộc thị xã Buôn Hồ, đó là bánh canh Hà Lan nha. Đây. Các bạn thấy cái bảng bánh canh Hà Lan không?
ở đây bán bánh canh rẻ mà ngon lắm, các bạn xem kìa. Ở trong mình vừa ăn xong á, mình quên không quay lại cho các bạn xem được. Xe cộ đậu hai bên đường rất là nhiều để thưởng thức cái bánh canh này. Để các bạn dễ định vị, ở đây có nhiều cái quán bánh canh Hà Lan, nhưng mà chỉ có quán này là rẻ mà ngon nhất. Rất là ngon nhất mà rẻ không có đắt. Một tô cho người lớn ăn 20.000 và một tô cho trẻ em thì có 15.000 thôi. Các bạn thấy không, đối diện cái quán bánh canh này là bên chỗ giáo xứ Vinh Quang. Các bạn thấy này, giáo xứ Vinh Quang. Bên trái cái bên phải cái clip này là bánh canh Hà Lan, còn bên trái là giáo xứ Vinh Quang. Nếu như đứng mình nhìn ra phía bắc các bạn ạ. Đây, mình nhìn ra phía bắc này. Lưng mình sẽ quay về hướng Buôn Mê và cái mặt mình hướng về thành phố Pleiku. Thì bên phải nó là cái quán bánh canh Hà Lan. Các bạn ai đi ngang qua đây thì nhớ ghé ăn thưởng thức. Nhớ đừng ghé nhầm quán nha các bạn ơi. Thôi trời cũng về chiều rồi, mình chạy xe đi về nhà đây. Cách nhà mình 40 50 cây số nữa.